ba vị cao tăng chứng minh Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh là có thật. Trong Kinh Pháp Hoa có đoạn nói rằng, tất cả chúng sinh đang gặp phiền não đều có thể được giải thoát bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đó, Ngài sẽ nghe được tiếng nói của mọi người để kịp thời cứu độ chúng sinh. Nhiều Phật tử khi mới bước vào Phật môn, phần lớn đều là vì có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ xưa đến nay, rất nhiều nhà sư, cao tăng, đại đức và người mộ đạo đã nhận được thiện căn vì cung kính, lễ bái thánh thần và thành tâm niệm Quán Thế Âm. Hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện cảm ứng giữa ba vị cao tăng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Hư Vân Lão Hòa Thượng. Đầu tiên là câu chuyện về Lão Hòa Thượng Hư Vân cầu mong sự giúp đỡ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, Hòa Thượng Hư Vân đã thỉnh một bức tượng Phật nằm bằng ngọc trắng nặng hơn 500 kg từ Myanmar. Ông dự định chuyển bức tượng Phật này đến núi Kê Túc ở Vân Nam. Vì khoảng cách quá xa và tượng Phật nằm quá nặng, trên đường đi qua núi Kê Túc, ông đã thuê 16 người đàn ông trung niên lực lưỡng cùng vận chuyển. Trước khi lên đường, Hòa Thượng Hư Vân đã ký thỏa thuận với họ và thanh toán trước một nửa chi phí. Sau khi đưa được tượng Phật nằm lên chùa trên núi, ông sẽ thanh toán phần còn lại. Không ngờ khi đi được nửa đường, 16 người đàn ông này đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, ánh mắt lộ vẻ xấu xa. Chúng không những đặt tượng Phật ngọc xuống đất mà còn cầm chặt thanh gỗ dùng để khiêng Phật, vây quanh Lão Hòa Thượng Hư Vân và gọi ông là kẻ lừa đảo. Tượng Phật nằm quá nặng đối với họ, số tiền cũng không đáng nên họ không nhận công việc này nữa, trừ khi được trả thêm tiền. Lúc ấy ông hiểu ngay rằng những người này đang nhắm đến số tiền trong tay ông. Thế là trong lòng ông lập tức khẩn cầu sự giúp đỡ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy bên cạnh có một tảng đá lớn. Ông thầm nghĩ, nếu nhấc được tảng đá lên thì những người này sẽ sợ hãi. Ông cũng có thể vượt qua được kiếp nạn. Trong giờ phút sinh tử, khi đang cùng họ tranh luận, Lão Hòa Thượng Hư Vân cúi xuống, đưa tay nhấc tảng đá lớn ở bên đường. Khi vừa đưa tay ôm tảng đá, ông thì thầm cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, xin người đại từ đại bi mau đến cứu khổ cứu nạn cho mình. Đồng thời cũng nhìn bức tượng Phật đặt nằm dưới đất mà thầm cầu nguyện Đức Phật mau hiển linh. Nếu không, bọn hung ác này không những sát hại tính mạng của ông mà cả chân dung của ngài cũng sẽ bị chúng bỏ rơi nơi núi rừng hoang vu, mặc cho nắng gió mưa bão. Kết quả là vào thời khắc quan trọng, Lão Hòa Thượng Hư Vân đã có thể nhẹ nhàng nhấc tảng đá nặng gấp 3 gấp 4 lần tượng Phật nằm này lên một cách dễ dàng. Hành động ấy ngay lập tức khiến tất cả bọn côn đồ khiếp sợ. Lão Hòa Thượng Hư Vân giả vờ rất tức giận, mắng bọn chúng. Ông nói rằng họ thật ghê tởm vì nghĩ rằng lần này ông ấy chắc chắn đã mang theo rất nhiều tiền để đưa tượng Phật về từ Myanmar nên mới có ý đồ xấu ở ngọn núi hoang này. Dù ông là một nhà sư nhưng cũng có những khả năng phi thường. Chỉ là ông đã che giấu pháp thuật của mình. Nếu ra tay với một hòa thượng để cướp của, thì liệu những kẻ ác nhân có giữ nổi mạng của mình hay không? Mặc dù họ lấy cớ không đủ tiền vận chuyển để thực hiện hành động gian ác, nhưng khi Lão Hòa Thượng Hư Vân đi theo họ trên đường, ông đã quan sát thấy âm mưu này và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiếp theo đó, Hòa Thượng Hư Vân lại hỏi đám người hung ác rằng liệu tượng Phật nằm có nặng hơn hòn đá lớn mà ông đang cầm trên tay không? Bức tượng này chỉ nặng không quá 500 kg, nhưng tảng đá này cũng lớn gấp 3 lần tượng Phật. Nếu như họ cảm thấy nó quá nặng thì có thể tìm đường quay về. Một mình ông cũng có thể đưa tượng Phật đến nơi mà không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu họ còn có dã tâm muốn giết người cướp của thì không ai có đủ tư cách. Bởi một mình ông cũng có thể nhấc được tảng đá này lên, huống chi là tượng Phật nằm. Nếu kẻ nào dám mưu đồ ám hại, ông sẽ không khách khí mời hắn nếm thử mùi vị của tảng đá lớn. Nhưng cửa Phật từ bi, nếu những người hung ác này cần mạng, còn muốn làm người, không muốn bị đọa thành quỷ sau khi mất, thì hãy chân thành đưa tượng Phật về. 16 tên thanh niên hung hãn lực lưỡng vội vàng quỳ gối đi bằng hai chân tới trước mặt Lão Hòa Thượng, không ngừng dập đầu van xin tha thứ. Chúng luôn miệng nói rằng mình ngu dốt không biết gì, vừa rồi chỉ là đùa giỡn với Lão Hòa Thượng. Tất cả đều cầu xin ông rộng lòng tha thứ và đảm bảo sẽ đưa tượng Phật đến chùa của ông mà không cần tăng thêm tiền.
Thấy tình hình đã ổn, Hòa Thượng Hư Vân nhẹ nhàng đặt tảng đá đang cầm trên tay xuống, nở một nụ cười hiền lành nhân hậu để an ủi họ. Biết nhận ra sai lầm của mình có thể làm cho mọi việc tốt đẹp hơn. Đây gọi là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Sau bài học này, 16 tên đàn ông hung ác, không ai dám có bất cứ ác niệm nào suốt dọc đường. Chúng ngoan ngoãn đưa tượng Phật về chùa rồi xuống núi, sau khi lãnh nửa số tiền còn lại, giống như thỏa thuận ban đầu. Thực ra trong vô số câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát đã và đang bảo vệ những người thành tâm hướng Phật, thì chuyện của Hòa Thượng Hư Vân không phải là một ví dụ duy nhất. Đại sư Đàm Hư. Vào mùa đông năm 1948, Đại sư Đàm Hư lúc đó đã 70 tuổi, bắt đầu khởi hành từ thành phố Trường Xuân cùng với 5 vị hòa thượng khác. Họ liên tục di chuyển trong hơn 10 ngày, vượt qua quãng đường hơn 600 dặm tới thành phố Thẩm Dương. Khi đi qua một nơi gọi là Thái Dương Câu thì trời đã tối. Lúc này gió bắc bắt đầu thổi mạnh và thời tiết cực kỳ lạnh giá, nhưng họ lại không tìm được chỗ ở. Một gia đình ở đây nói rằng cảnh sát địa phương có lệnh nghiêm ngặt không cho người ngoài vào nhà. Những nhà sư cuối cùng chỉ có thể ở trong một cái chuồng nuôi heo của gia đình này mà không có bất cứ thứ gì để che mưa che gió. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy đói, khát và lạnh. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Qua một lúc sau, thấy sư phụ đã già, thậm chí miệng ông đã trở nên khô khốc, nứt nẻ, nên hai nhà sư không còn cách nào khác là phải gõ cửa làm phiền gia đình một lần nữa. Tuy nhiên lần này, có một bà lão với dáng vẻ thanh tao nhã nhặn, dắt theo một đứa trẻ con ở tuổi thiếu niên đi ra. Họ bày tỏ mong muốn xin một ít nước cho sư phụ. Kết quả bà lão này rất hào phóng, cho họ rất nhiều nước. Mọi người cuối cùng cũng có thể qua đêm an toàn tại đây. Hôm sau các nhà sư đã đến để cảm ơn bà cụ, thì không còn thấy bóng dáng bà lão và đứa trẻ ở nhà nữa. Trong nhà chỉ có một lão nông, một lão bà dáng người thấp bé, sống cùng con dâu và đứa cháu 3 tuổi. Khi được hỏi thăm về bà lão và đứa trẻ, thì những người trong nhà này đều không biết. Lúc đó các nhà sư bỗng dưng ngộ ra rằng có lẽ chính Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiển linh để giúp đỡ và bảo vệ tất cả chúng sinh. Ấn Quang Đại Sư. Vào tháng 9 năm 1936, cư sĩ Nghiêm Đức Bân đã đến Tô Châu cùng với mẹ của mình là bà Mã Thái và em gái. Việc đầu tiên mà ông ấy đến đây là để quy y Tam Bảo. Ông xem đây là thời điểm thích hợp mình chữa bệnh, trong khi Tây Y lại khuyên Nghiêm Đức Bân nên phẫu thuật. Sau khi gặp mặt ông, Đại sư Ấn Quang đã đưa ra một phương pháp, đó là khuyên ông ấy hãy ăn chay nhiều hơn và thành tâm khấn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong một thời gian dài để tự chữa bệnh. Có lẽ tình hình sẽ khá hơn. Đại sư đưa cho Nghiêm Đức Bân một ly nước lớn và một chai nước, sau đó để ông thiền trong 3 tuần. Nhìn vào biên niên sử của Đại sư Ấn Quang, có thể thấy rất nhiều đệ tử của ông đã vì được chữa lành mà gắn bó với Phật giáo và bước lên con đường tự giải thoát. Đại sư Ấn Quang đã chia sẻ và gieo mầm rất nhiều về nguồn gốc của sự giải thoát. Ông cũng đã cứu được rất nhiều đứa trẻ trong quãng thời gian dài. Một năm nọ, cư sĩ tên Triệu Đức Phú đưa vợ con và bạn bè của mình đến núi ở Tô Châu để đảnh lễ Đại sư Ấn Quang. Khi đó con trai ông mới 7 tuổi, có thể đã bị cảm lạnh trong chuyến hành trình gập ghềnh. Đứa trẻ bị bệnh tật bất ngờ tấn công, bụng đau dữ dội, không chịu nổi. Trùng hợp đây cũng là lúc dịch tả hoành hành. Khi Đại sư Ấn Quang nghe thấy tiếng rên rỉ của đứa trẻ, ông vội sai người khiêng vào trong và rót cho cậu bé một bát nước lớn để uống. Triệu Đức Phú thấy đây là nước lạnh, liền lo lắng rằng sẽ làm bệnh của cậu bé trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, cậu bé lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, với lấy cái bát và uống hết nước trong đó. Vừa uống xong, cậu đã nhảy khỏi vòng tay của cha mình và xuống đất bày trò nghịch ngợm. Vài năm sau, con của cư sĩ Triệu Đức Phú lên cấp 2, cũng như những đứa trẻ đang độ tuổi dậy thì khác, cậu bé bị ảnh hưởng bởi các bạn của mình và gần như quay lưng lại với đức tin Phật giáo. Ban đầu, cha của cậu ấy đã hỏi con mình lý do tại sao vi phạm lời dạy của Đức Phật. Cậu bé bắt đầu trở nên do dự, cho đến khi ông Triệu nhắc lại câu chuyện rằng cậu đã uống một bát nước lạnh từ Đại sư Ấn Quang ở chùa và bệnh đau bụng đã được chữa khỏi ngay lúc ấy. Một ly nước lớn chẳng phải vẫn có tác dụng sao?
Phật Pháp không đáng để cậu tin tưởng hay sao? Trong lòng cậu bé vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh lúc đó. Cậu cũng nhớ rất rõ ấn đức oai nghiêm của đại sư và trong lòng tỏ ra vô cùng hối hận. Từ đó về sau, cậu bé trở nên rất tín Phật. Sau khi trưởng thành, cậu đã kết hôn và cùng vợ quy y Phật giáo. Đại sư Ấn Quang nói, có 3 loại bệnh. Một là qua đêm, 2 là nội thương, 3 là ngoại bệnh. 3 bệnh này có thể được chữa khỏi trong một sớm một chiều. Nếu có thể thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ cho kẻ thù và địch thủ, họ sẽ thoát khổ, được an vui, mà người bệnh cũng từ từ khỏi bệnh. Từ trước đến nay, chúng ta không biết đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Giải pháp tốt nhất lúc này là lòng từ bi, bên cạnh việc niệm Phật và hồi hướng. Chúng ta có thể ban phước lành cho chúng sinh và hồi hướng tốt hơn công đức của mình cho họ, giúp họ được hạnh phúc. Đại sư từng nói rằng, ông đã niệm chú đại bi để ban phước cho cốc nước để mẹ ông uống khi đang mắc bệnh. Điều kỳ diệu là bà ấy chỉ uống một lần là khỏi bệnh. Có thể thấy rằng công đức lớn với năng lực tịnh hóa và gia trì thật không thể bàn cãi. Qua những trải nghiệm cá nhân của các vị đại sư, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được sức mạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hy vọng những câu chuyện này có thể giúp ích cho những người đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, củng cố niềm tin của mọi người trên con đường hướng Phật. Hàng vạn người chứng kiến Quan Âm hiển linh ở Phổ Đà Sơn, rốt cuộc là thần tiên hiển linh hay là ảo giác? Phổ Đà Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, được mệnh danh là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo ở Trung Quốc. Ở đó có tượng Quan Âm Bồ Tát được thế giới vô cùng tin thờ. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây để tỏ lòng tôn kính với Quan Âm Bồ Tát. Vào năm 2015, siêu bão Chan Hom đổ bộ vào Trung Quốc gây nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng khi cơn bão sắp đi vào đảo Phổ Đà, hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện hình ảnh Quan Âm Bồ Tát dùng lòng bàn tay làm cơn bão di chuyển sang hướng khác. Câu chuyện Phổ Đà Sơn xảy ra sự kiện Quan Âm hiển linh được lan truyền khắp nơi. Năm 1997, tượng Quan Âm lại có hiện tượng lạ trong ngày khai quang. Đây rốt cuộc là thần tiên hiển linh hay là ảo giác của những tín đồ sùng đạo? Đằng sau rốt cuộc còn ẩn chứa những bí mật gì mà con người chưa từng biết? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay trong video ngày hôm nay. Sự kiện Quan Âm hiển linh ở Phổ Đà Sơn vào năm 1997. Sự kiện này được lưu truyền rộng rãi ở núi Phổ Đà. Hơn nữa, hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1997, tượng Nam Hải Quan Âm được tổ chức nghi lễ khai quang. Nhưng trước đó 2 ngày, trời đã mưa tầm tã. Nhà sư và các tín đồ dự tính rằng mưa có thể sẽ không tạnh vào ngày diễn ra đại hội. Trong lúc mọi người đều đang lo lắng về tình hình thời tiết này, thì đột nhiên buổi tối trước ngày diễn ra đại hội, mây đen từ từ tan đi để lộ ra bầu trời đầy những vì sao. Điều này cũng làm cho họ an tâm phần nào. Đại sư Dưới Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Tế ở Phổ Đà Sơn, còn cẩn thận quan sát lại tình hình thời tiết vào lúc 3 giờ sáng. Nhìn thấy bầu trời quang đãng, không có mây, lúc đó mới an tâm quay về ngủ. Vào ngày thứ 2 tổ chức đại hội, khi mọi người đang lần lượt bước vào thì bầu trời trở nên ảm đạm, mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp chút xuống. Nghi lễ khai quang bị dời lại khoảng 15 phút, Giới Nhẫn đại sư vội vàng ra lệnh cho người mua hơn 4.000 chiếc áo mưa để đại lễ có thể diễn ra thuận lợi. Điều không ngờ là lúc bắt đầu nghi lễ vén tấm màn đỏ trên tượng Quan Âm. Bức màn mây đen trên trời như được ai đó vén lên, một tia nắng vàng tỏa sáng, chiếu thẳng vào bức tượng Quan Âm cao 33m, nặng 70 tấn, phủ lên tượng đồng một lớp ánh vàng. Trong khoảnh khắc đó, sau lưng Quan Thế Âm dường như có muôn ngàn tia sáng Phật quang phát ra, giống hệt như Quan Âm hiển linh. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, có người còn nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát trong những tia sáng vàng giữa những tầng mây. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu trước tượng Phật. Một vài tín đồ thậm chí đã bật khóc. Các chuyên gia cho rằng Phổ Đà Sơn xuất hiện hiện tượng này có thể liên quan đến thời tiết, bởi sau cơn mưa, bầu trời sẽ xuất hiện những hình ảnh bất thường. Hơn nữa, tượng Phật chủ yếu được làm từ đồng. Hiện tượng tia sáng phát ra là do ảnh hưởng của hơi nước trong không khí. Điều này có thể khiến tượng Bồ Tát phát ra ánh sáng vàng. Mặc dù việc này có thể được giải thích bằng khoa học, nhưng có rất nhiều người cho rằng sự việc Quan Âm hiển linh là có thật. Thời tiết là chuyện rất khó đoán. Không ai có thể sắp xếp được sự việc chính xác đến từng thời điểm như vậy. Vì vậy mỗi năm đều có rất nhiều người đến Phổ Đà Sơn chiêm bái bức tượng Phật Quan Âm này.
Quan Âm đẩy lùi siêu bão Chan Hom. Cũng giống như miền Trung Việt Nam, dọc duyên hải tỉnh Chiết Giang Trung Quốc thường xuyên có những cơn bão đổ bộ vào. Vào đầu tháng 7 năm 2015, truyền thông Trung Quốc gửi thông báo về cơn bão Chan Hom, một siêu bão hiếm gặp trong 60 năm trở lại đây, sẽ đổ bộ vào Phổ Đà Sơn. Vào thời điểm đó, các quốc gia như Mỹ, Nhật cũng phát ra thông báo gọi cơn bão Chan Hom này là cơn bão có sức đe dọa lớn, có thể để lại nhiều hậu quả nặng nề. Sau khi nhận được những thông báo này, người dân ở Phổ Đà Sơn rất hoảng loạn. Họ đã tích trữ đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị ở trong nhà chờ qua cơn bão. Mặc dù bão vẫn chưa đến, nhưng ngoài đường đã bắt đầu nổi lên những cơn gió to thổi ào ào, khiến mọi người ở đây cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là cơn bão Chan Hom đã không đổ bộ vào Phổ Đà Sơn như dự kiến, mà trực tiếp chuyển sang hướng khác, cách đó chưa đầy 1 km, một góc 45 độ về phía Nhật Bản. Người dân địa phương tin rằng hiện tượng bão đổi hướng có thể liên quan tới tượng Phật Quan Âm ở Phổ Đà Sơn. Họ cho rằng Quan Âm đã hiển linh bởi hướng giơ tay của Đức Phật tượng Quan Âm này tương phản với hướng đổ bộ của cơn bão. Bởi Quan Âm là vị Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Người đã từng nguyện rằng khi gặp nạn, chúng sanh chỉ cần thành tâm niệm tên của người, Quan Âm Bồ Tát lập tức sẽ dựa theo giọng nói đó đến giải cứu họ khỏi tai họa và ban phước lành. Lúc cơn bão gần đổ bộ tới, thậm chí có cư dân địa phương ở cách núi Phổ Đà khoảng 20 km, nhìn thấy một vệt đen dài như một con chăn nằm trên vách đá. Mọi người cho rằng bóng đen đó chính là Quan Âm hiển linh đã hóa thân thành để cản cơn bão. Sau khi nghe tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã mời các chuyên gia tới cùng nhau điều tra. Nhóm điều tra đã đi đến vị trí của cái bóng đen và phát hiện bóng đen đó chính là chất lỏng manga từ các vụ phun trào núi lửa của những năm trước đó. Tuy nhiên, bóng đen này không liên quan gì đến việc cơn bão chuyển hướng đột ngột. Việc cơn bão đột nhiên chuyển hướng vẫn còn là một ẩn số. Liệu Quan Âm Bồ Tát có thể tiếp tục cứu người dân khỏi bão Terry? Khi các chuyên gia vào đội điều tra vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của cơn bão Chan Hom đổi hướng, thì lại nhận được thông tin một cơn bão có tên là Terry sẽ đổ bộ gần Đại Thanh Sơn ở Phù Đà Sơn. Cường độ của cơn bão lần này không thua gì siêu bão Chan Hom. Không còn cách nào khác, các điều tra viên vội vã sơ tán khỏi nơi này. Lần này, những cư dân sống gần Đại Thanh Sơn không hề lo lắng, bởi vì họ cho rằng cơn bão này cũng sẽ chuyển hướng giống như cơn bão Chan Hom. Kết quả đúng như những gì mọi người đã nghĩ. Sức gió của bão giảm dần và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Đội điều tra lại đến đây để đo hướng và tốc độ gió và đi đến kết luận bão Terry sẽ đổi hướng. Nhật Bản sẽ là quốc gia phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Các nhà khoa học đã nghĩ đến việc đảo Lạc Gia Sơn bên cạnh Phổ Đà Sơn là nguyên nhân để cơn bão chuyển hướng, do nó đã ngăn cản sức mạnh của cơn bão. Họ đã đi đến hòn đảo này để điều tra, vì đây là con đường duy nhất để bão đi qua Phổ Đà Sơn. Nhưng diện tích của hòn đảo chỉ là 0,63 km2 và độ cao rất thấp. Rõ ràng là không thể ngăn được sức gió mạnh của cơn bão. Cuối cùng, đội điều tra bắt đầu điều tra góc hoàn lưu khí quyển. Lần này, họ đã tuyên bố tìm ra lý do thực sự khiến cơn bão chuyển hướng. Núi Phổ Đà nằm ở vĩ độ 30 độ Bắc. Nó vừa đúng lại nằm trong phạm vi cao cận nhiệt đới. Áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến những thay đổi trong luồng không khí, hình thành lên một đường chuyển hướng. Trùng hợp rằng, đường chuyển hướng này lại hướng về phía Nhật Bản. Đây là mấu chốt giúp bão đổi hướng 45 độ. Tuy nhiên, theo thống kê, từ khi bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở Phổ Đà Sơn được hoàn thành vào năm 1997 đến nay, nơi này thực sự chưa bao giờ bị thiệt hại do bão. Vì vậy, người dân địa phương nơi đây tin rằng Quan Âm Bồ Tát ở nơi đây đã thực sự hiển linh. Năm 2016, diễn viên Viên Tịnh Nghi và Trương Chí Lâm đã tới Phổ Đà Sơn để lễ Phật. Hai người họ đã đăng một tấm ảnh trên Weibo khiến vô số cư dân mạng ngạc nhiên. Họ nhìn thấy trong đám mây có một vệt sáng màu vàng phát ra, mà hình bóng đó lại giống hệt như một vị Phật đang đứng. Lúc đó cũng có rất nhiều khách du lịch tận mắt nhìn thấy, đã chụp hình lại làm kỷ niệm. Những câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát hiển hiện cứu giúp người dân chưa bao giờ dừng lại. Và những tín đồ của Phật giáo, thậm chí là người vô thần, vẫn tin vào những sự kiện này. Bởi người là vị Bồ Tát, luôn nhìn thấy tiếng ai oán, đau khổ trong biến mê của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp họ khi cần. Chân tướng bức ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng và những lần hiển linh kỳ lạ trước mắt hàng ngàn người. Bức ảnh này là hình ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng đã lan truyền ở Đài Loan vào những năm 1970. Người ta nói rằng những hình ảnh chân thực do các nhân chứng gửi đến không chỉ xảy ra ở Đài Loan
mà những nơi khác cũng xuất hiện sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh. Trong đó sự kiện lớn nhất đã có hơn 10.000 người chứng kiến tại hiện trường. Đây thực sự là phép màu hay chỉ là ảo giác tập thể của con người? Liệu những sự kiện này có chứng minh được Quán Thế Âm là có thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Quan Âm cưỡi rồng. Có lẽ rất nhiều tín đồ Phật giáo đã từng nhìn thấy một bức ảnh như vậy. Trong bức ảnh là Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng đang đứng trên rồng thần giữa mây, tay trái cầm bình ngọc, tay phải cầm cành dương liễu. Tương truyền đây chính là hiện thân của Bồ Tát đã may mắn được máy ảnh chụp lại. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của bức ảnh này. Vào năm 1973, một phi công người Mỹ đã nhìn thấy một đám mây kỳ lạ khi anh đang lái máy bay qua Đài Loan. Tình cờ người phi công này đã chụp một bức ảnh về đám mây. Nhưng khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, anh ấy mới phát hiện ra điều kỳ diệu của hình ảnh Quan Âm cưỡi rồng. Có một ý kiến khác cho rằng đó là bức ảnh do Hoa Kỳ chụp được trong cuộc không kích vào Đài Bắc. Và nguồn gốc cuối cùng được phổ biến trong nhân dân đó là khi trận lụt xảy ra ở Đài Loan năm 1959, Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân để cứu độ chúng sinh. Cho dù là nói theo cách nào thì đó vẫn là một truyền thuyết được người dân truyền tay nhau về sự hiển linh thần kỳ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát có pháp thuật vô biên như vậy nhưng vẫn cưỡi rồng? Trong khi trong ấn tượng chung của chúng ta, Quán Thế Âm thường xuất hiện trên tòa sen. Ngoài ra còn có một truyền thuyết cảm động khác về sự từ bi phổ độ chúng sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào thời cổ đại, có một cơn mưa kỳ lạ rơi xuống một thị trấn ở Nam Hải. Những người bị dính phải cơn mưa sẽ mắc phải một căn bệnh lạ. Cả người vô cùng ngơ ngáy. Sau đó da sẽ mưng mủ mà không có loại thuốc nào chữa khỏi. Cuối cùng sẽ phải qua đời trong đau đớn. Lúc đó có một người lái đò là Lão Thạch cũng mắc căn bệnh lạ này. Nhưng ông quyết định giấu không để gia đình mình biết và một mình ra bờ biển chờ đến lúc tận số. Vào đêm hôm đó, Lão Thạch bất ngờ nhìn thấy những con sóng lớn trên biển. Trên con sóng lớn có một đứa bé nhỏ khoảng 3-4 tuổi. Vốn tưởng là con cái nhà ai đi lạc, Lão Thạch định gọi đứa bé lại thì đứa bé nhỏ tự động vào bờ, tiến đến gần và đưa một vật sáng cho Lão Thạch rồi biến mất trong biển khơi. Khi Lão Thạch định thần lại thì phát hiện thứ sáng ngời đó hóa ra là một vảy cá khổng lồ mà cả đời lão chưa từng thấy qua. Vào lúc này, tất cả sự ngứa ngáy và cả vết thương trên người lão cũng biến mất một cách thần kỳ. Sau đó, dưới sự dốc sức truyền tin của Lão Thạch, tin tức về vảy cá có thể chữa khỏi bệnh nhanh chóng được lan truyền trong thị trấn. Ngày hôm sau, một số lượng lớn người mắc bệnh lạ đã đến bờ biển và đợi đến tối. Đứa bé thực sự đã xuất hiện và ôm rất nhiều vảy cá để chữa bệnh cho mọi người. Sau khi được cứu sống, mọi người đều nói rằng đứa bé ấy là một nàng tiên cá ở biển. Bấy giờ những người thường nghi ngờ về những câu chuyện huyền ảo đều đã tin vào điều đó. Đến ngày thứ ba, đã có vô số những người bị bệnh tụ tập ở bờ biển. Nhưng lần này không phải đứa bé mà là một con rồng lớn. Con rồng bay lên từ biển khiến mọi người kinh ngạc. Nhìn thấy thần long nằm trên bãi biển, trên mình nó là hàng trăm chiếc vảy giống hệt chiếc vảy đã chữa bệnh cứu người trước đây. Mọi người mới biết đứa bé mấy ngày trước đúng thật là hiện thân của Long Thần. Ai nấy rối rít không ngừng dập đầu, nói lời cảm ơn sự giúp đỡ. Sau khi được chữa trị, mọi người đều đã khỏi bệnh. Nhưng ngay khi họ tưởng rằng cuộc sống đã trở nên yên ổn, thì tai họa lại ập đến. Cơn mưa kỳ lạ đó không hiểu sao lại tiếp tục rơi xuống thị trấn. Lần này nước mưa khiến những người bị bệnh đau đớn đến mức phải ra bờ biển để chờ Thần Long giúp đỡ. Đêm đêm, Thần Long vẫn xuất hiện. Nhưng lần này có quá nhiều người bị bệnh. Thần Long đã dùng đến những chiếc vảy cuối cùng trên người nó để cứu người. Đến khi kiệt sức, Thần Long đã gục xuống bãi biển. Lúc này, Ôn Thần xuất hiện từ những đám mây đen trên bầu trời. Hóa ra cơn mưa kỳ lạ này là do Ôn Thần gửi đến để trả thù Long Thần về tội dám chống lại ông. Biết rằng mình đã mắc bẫy, Long Thần gầm lên một tiếng, nhưng với sức lực yếu ớt, nó đã bất lực trong việc giúp người dân chống lại Ôn Thần và bệnh dịch. Trong lúc Ôn Thần đang hả hê, thì chợt giữa những đám mây từ từ hiện ra một đóa hoa sen. Ánh sáng của những đám mây hồng chiếu khắp mặt đất. Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài sen, thấy Long Thần gặp nạn vì làm việc thiện, nên Ngài đã dùng pháp thuật của mình để giúp đỡ. Những cánh hoa sen trên bảo tọa lần lượt rơi xuống người Long Thần. Vết thương của Long Thần ngay lập tức biến mất. Tuy nhiên, lúc này thị trấn vẫn tràn ngập bầu không khí đen tối do Ôn Thần tạo ra.
chỉ có một loại đất trên đảo Tiên mới có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch. Nhưng bảo tọa của Bồ Tát đã dùng để chữa cho Long Thần, nên không thể đến nơi này. Thấy vậy, Long Thần đã chủ động cõng Quán Thế Âm Bồ Tát trên lưng, bay tới đảo Tiên. Không bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một vầng hào quang màu vàng từ trên trời chiếu xuống rồi biến mất. Và đằng sau vầng hào quang ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát hiền từ cưỡi trên lưng rồng đang quan sát nhân gian. Từ đó, truyền thuyết về Quan Âm cưỡi rồng được lan truyền rộng rãi. Trên thực tế, có nhiều sự việc khác tương tự ở thời hiện đại. Nhiều người còn chụp lại được hình ảnh làm bằng chứng về sự hiển linh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào những năm 1990, hàng chục nghìn người đã chứng kiến sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát tại Phật Sơn. Những hiện tượng này liệu có thể được giải thích rõ ràng bằng khoa học hay không? Quán Thế Âm nhiều lần hiển linh. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1997, hơn 10.000 người đã tập trung trên núi Phổ Đà để tham gia pháp hội. Nhưng có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Theo người chủ trì, vào thời điểm đó, pháp hội tổ chức khai quang tượng Quán Thế Âm tại Nam Hải. Thế nhưng vào hôm đó, tiết trời trở nên rất xấu kèm theo mưa gió, khiến mọi người ngạc nhiên vì theo dự báo thời tiết trước đó sẽ không có mưa. Tuy nhiên, trời mưa đã kéo dài rất lâu và không có dấu hiệu dừng lại. Mưa vẫn tiếp tục cho đến ngày 29. Người chủ trì và các tín đồ Phật tử đều lo lắng rằng nếu đến ngày 30 mà trời vẫn chưa tạnh thì đừng nói đến việc có bao nhiêu người hành hương sẽ đến. Ngay cả pháp hội cũng có thể không được tổ chức bình thường. Ngay khi vị sư chủ trì pháp hội cảm thấy bối rối thì cơn mưa đã tạnh một cách kỳ diệu. Vào đêm ngày 29, bầu trời trở nên rất quang đãng nên buổi lễ đã được tổ chức theo đúng kế hoạch dự kiến. Sự kiện này thu hút hơn 10.000 tín đồ đến tập trung tại buổi lễ. Không khí rất náo nhiệt. Một điều không ngờ rằng ngay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì thời tiết vốn đang nắng ấm lại đột ngột chuyển biến bất thường. Ánh nắng mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời nặng trĩu khiến người ta có cảm giác như không thở nổi. Đây giống như thời tiết không thuận theo lòng người. Lúc này vị sư chủ trì chỉ có thể cố gắng tiếp tục tổ chức buổi lễ, chỉ hy vọng cơn mưa sẽ tới muộn hơn. Nhưng sau khi chú tiểu kéo tấm che tượng Quán Thế Âm thì phép màu lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ. Một chùm ánh sáng ấm áp xuyên qua các đám mây chiếu vào tượng Quán Thế Âm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên đầu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện một vầng hào quang. Vào khoảnh khắc trang trọng này, bỗng có một tín đồ bên dưới hét lên: "Nhìn kia, Bồ Tát đã xuất hiện trên bầu trời." Câu nói này khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn. Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm như thật đứng trên mây, dường như Ngài đã thực sự xuất hiện. Lúc này, mọi người không còn kìm nén được sự cảm kích trong lòng mà liên tục cúi đầu bái lạy. Sự kiện này sau đó đã được truyền bá rộng rãi. Nhiều người cho rằng núi Phổ Đà là một ngọn núi linh thiêng. Những điều kỳ diệu xảy ra trên núi Phổ Đà còn rất nhiều, không chỉ trong thời điểm năm 1997. Ngay từ năm 1917, Tôn Trung Sơn đã tự miêu tả trong nhật ký chuyến đi Phổ Đà rằng không biết là do ảo giác hay lý do nào khác mà khi đến thăm chùa Huệ Tế, ông đã nhìn thấy cảnh tượng bánh xe biến mất một cách kỳ lạ. Và ngoài núi Phổ Đà, những cảnh tương tự cũng đã xuất hiện nhiều lần ở những vùng khác. Năm 2010, chùa Trương Hoa ở Kinh Châu tổ chức đại giới Đàn Tam Đàn. Hình ảnh chư Phật Bồ Tát cùng xuất hiện trên bầu trời. Năm 1998, tại Ngũ Đài Sơn tổ chức đại lễ, mọi người chụp ảnh với vị trụ trì lúc bấy giờ và rất nhiều bức ảnh khác nhau đã được lan truyền. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh, các tín đồ phát hiện hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát hiện lên trên bầu trời phía sau nơi họ đứng. Vào năm 1994, tại lễ khai quang chùa Vạn Đức, hình ảnh thật của Quán Thế Âm xuất hiện trên bầu trời cũng đã được một Phật tử chụp lại. Có vô số ghi chép về sự xuất hiện của các vị Bồ Tát đại diện cho một ước nguyện tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, những sự kiện này có vẻ rất phi lý. Vậy những hiện tượng này có thể giải thích được bằng khoa học hay không? Nguồn gốc thực sự của những bức ảnh đen trắng nổi tiếng về Quán Thế Âm cưỡi rồng đến từ đâu? Hình ảnh đẹp nhất không phải nằm trong phim điện ảnh hay truyền hình, mà là hình ảnh sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Ở thế kỷ trước, vào những năm 1970, tại một tỉnh của Đài Loan cũng đã từng xảy ra sự kiện Quán Thế Âm cưỡi rồng thần kỳ và cũng được lưu lại bằng những bức ảnh. Thực sự có phép màu hay không? Kể từ sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh ở Đài Loan đã tạo nên dư âm lớn trong quần chúng nhân dân. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau
nhưng họ đều coi bức ảnh đen trắng của quan Thế Âm cưỡi rồng là thật. Nhiều tín đồ trong bức ảnh này ở nhà và trân trọng như một kho báu tinh thần. Sự xuất hiện của quan Thế Âm không chỉ làm sáng tỏ niềm tin nhiều năm của họ, mà còn là ánh sáng từ Phật Pháp. Bức ảnh này còn được in trên những kinh sách Phật giáo. Thậm chí có một số tu viện trưng bày bức ảnh trong chánh điện và thắp hương hàng ngày. Nhiều nguồn thông tin lại cho rằng bức ảnh đen trắng của Quan Âm cưỡi rồng được các bộ phận liên quan xác định thực sự là một bản làm lại đen trắng của bức tranh xương rồng Quan Âm cưỡi rồng tại Tokyo, Nhật Bản. Một họa sĩ đã vẽ bức tranh xương rồng này vào năm 1890. Và bức ảnh này bị mọi người nhầm lẫn về sự xuất hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát này. Thực chất chỉ là một bức tranh vẽ. Điều nhầm lẫn này có thể do một số người cố tình bóp méo sự thật và lan truyền tin đồn khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Sự kiện Bồ Tát xuất hiện cùng với các vị thần và chùm ánh sáng chiếu xuống tượng Quan Âm cũng được giải thích bằng hiệu ứng tin đồ. Thế nhưng, trên thực tế không ít lần bản thân các tín đồ chứng kiến phép màu đến với bản thân từ việc cầu nguyện đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù không ai có thể chứng thực 100%, nhưng tự mỗi người, với niềm tin và sức mạnh tinh thần, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự trở che của Quan Thế Âm Bồ Tát. Sự cố bí ẩn của doanh nhân Trương Huy, người chi 800 triệu nhân dân tệ xây tượng vọng hải quán Thế Âm ở đảo Hải Nam. Đây là một số hình ảnh vô cùng tráng lệ của pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, với chiều cao ấn tượng 108m, ba mặt nhìn ra ba hướng, tượng trưng cho lòng từ bi, bình an và trí tuệ. Đây cũng là điểm thu hút vô số khách du lịch cũng như tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Thế nhưng rất ít người biết rằng đằng sau bức tượng có một sự việc vô cùng kỳ lạ liên quan đến người đã xây dựng nên công trình này. Ông ấy là một doanh nhân giàu có ở Hải Nam tên Trương Huy, người đã chi 800 triệu nhân dân tệ để xây dựng một bức tượng Quan Âm cao 108m trên biển này, tức là tương đương với gần 28 tỷ đồng tiền Việt Nam. 4 năm sau, ông vô tình được người ta phát hiện đã tử vong. Nơi tìm thấy cái xác là ở dưới tượng Quan Thế Âm. Trương Huy chắc chắn là người quen thuộc nhất với nơi này, nhưng lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao Trương Huy lại chết đuối ở đây? Và tại sao một số người lại nghĩ rằng Quan Âm đã mang ông ấy đi? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Trương Huy sinh ra ở Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây năm 1955, xuất thân từ một gia đình nề nếp. Khi học đại học, ông đỗ vào Học viện Sư phạm Bạng Phụ An Huy. Sau khi tốt nghiệp, không giống như những sinh viên khác, ông không chọn đi làm. Thay vào đó, ông kiên quyết bắt đầu cuộc đời quân đội của mình. Từ một tân binh không sợ trời không sợ đất, trở thành một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường không quân và được giữ lại giảng dạy, Trương Huy đã mặc quân phục màu xanh lá trong nhiều năm. Quân đội đã thay đổi ông rất nhiều, không chỉ rèn luyện cho Trương Huy sự kiên trì và tự lập, mà còn để Trương Huy thay đổi từ một người tự do, phóng túng ban đầu sang mạnh mẽ và hoạt bát. Vào thời điểm đó, nhiều người thân và bạn bè đã nghĩ rằng Trương Huy cả đời sẽ không bao giờ rời khỏi doanh trại. Có thể nói, tương lai của Trương Huy là dòng sông rộng lớn. Nhưng khi Trung Quốc tiến hành cuộc giải trừ quân dân lần thứ hai, có thể đã chán cuộc sống yên bình hoặc có thể có những tính toán khác, Trương Huy bất ngờ nộp đơn giải ngũ và đề xuất chuyển công tác khác. Ai cũng cho rằng đây là một quyết định sai lầm nhất của ông ấy từ trước đến nay. Tuy nhiên, Trương Huy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi quân ngũ là Hải Nam. Vào thời điểm đó, các dự án du lịch ở Hải Nam chưa phát triển như bây giờ. Hầu hết những người trẻ chọn khởi nghiệp ở các thành phố phát triển để tìm cơ hội đào được hũ vàng đầu tiên trong đời. Đối với nền kinh tế còn lạc hậu như hiện tại, nhiều người ở Hải Nam không mấy lạc quan. Là một người lớn lên ở trong thành phố và hiếm khi có cơ hội nhìn thấy biển, Trương Huy hiểu được sự quyến rũ và độc đáo của vùng biển này. Thế là ông đã đưa ra một quyết định táo bạo, đi ngược lại với mọi người, là khởi nghiệp ở Hải Nam. Ông chưa từng đặt chân vào ngành du lịch, vốn khởi nghiệp đều là tiền trợ cấp do quân đội cấp khi xuất ngũ, tỷ lệ thành công có vẻ khá mong manh. Không khó để thấy rằng Trương Huy rất lạc quan về triển vọng du lịch của Hải Nam trong tương lai. Ban đầu ông mở một công ty du lịch, sau đó tiếp xúc với các lĩnh vực khác như nhà hàng và các cơ sở giải trí, nhưng nó không có gì quá nổi bật. Trương Huy lúc bấy giờ giống như những người khác mới khởi nghiệp, chỉ vì thấy Hải Nam đẹp, muốn ở lại nơi này và đã mở ra kinh doanh và không nghĩ tới việc khai thác cái đẹp của nó. Và đúng như dự đoán, Trương Huy đã thất bại. Nhưng người ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trương Huy nhìn lại quá trình khởi nghiệp của mình, ông ấy phát hiện ra rằng
mình dường như lúc nào cũng chạy theo vòng tròn, chưa khai thác những thứ độc đáo để tạo nên điểm sáng. Trường Huy bắt đầu suy nghĩ về các điểm bán hàng của các danh lam thắng cảnh ở Hải Nam. Cho đến một ngày, trong đầu anh xuất hiện một câu nói: Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Câu nói đã truyền nguồn cảm hứng cho ông. Thực sự có một Nam Sơn ở đây, đó là ngọn núi cực nam của Trung Quốc. Trường Huy hiểu thọ tỷ Nam Sơn nổi tiếng như thế nào ở Trung Quốc và có nhiều cơ hội tuyệt vời cho vùng đảo Hải Nam này. Nếu Nam Sơn có thể được kết hợp với văn hóa Phúc Thọ, vậy thì không cần phải lo lắng về việc không có khách du lịch. So với dự án phát triển khu du lịch văn hóa Nam Sơn ở đảo Hải Nam, những dự án trước đây của Trung Huy chỉ là dự án nhỏ bé. Có nghĩa là nếu chỉ dựa vào Trung Huy thì hoàn toàn không thể ăn trọn được miếng bánh ngon này. Vì vậy, Trung Huy ngay lập tức bắt đầu huy động vốn ở khắp mọi nơi và nói với các nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của mình nhiều lần. Kinh nghiệm kinh doanh trước đây của ông đóng một vai trò lớn vào thời điểm này. Trung Huy không chỉ nói về văn hóa, mà còn nói về cách nhìn kinh doanh, về triển vọng phát triển của Nam Sơn từ góc độ con người. Với sự hiểu biết và nhiệt tình của mình đối với dự án, Trung Huy đã gây quỹ thành công cho dự án. Khái niệm du lịch văn hóa Nam Sơn đã thành công rực rỡ. Dưới con mắt của Trung Huy, những danh lam thắng cảnh này có nhiều điểm độc đáo để toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam có một diện mạo mới. Bởi vậy có người cho rằng, đối với người dân Hải Nam, Trương Huy không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người giỏi, là một người tốt làm việc lớn. Mặc dù một số dự án đã đạt được kết quả tốt, nhưng Trương Huy luôn cảm thấy mình chưa phát huy hết sức hấp dẫn độc đáo của Hải Nam. Vốn dĩ, ông muốn đưa thêm một chút văn hóa vào vẻ đẹp của hòn đảo này. Cho đến một ngày, khi Trương Huy đang đau đầu về dự án mới, và có lẽ ông ấy đã suy nghĩ quá nhiều về nó, nên chiều hôm đó, Trương Huy đã có một giấc mơ kỳ diệu. Trong giấc mơ là một ngọn núi không rõ ràng. Ông chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình là biển Đông. Phía dưới gió biển thổi nhẹ nhẹ. Ông lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bỗng có một tiên nữ áo trắng chậm rãi từ đáy đại dương bay tới. Y phục tung bay trước gió, bước chân nhẹ nhàng, chờ đợi đối phương đến chỗ mình. Sau đó Trương Huy mới phát hiện ra rằng bên kia chính là Quán Thế Âm Bồ Tát trong truyền thuyết. Nhưng bản thân không thể tiến tới, chỉ có thể nhìn đối phương giảng giải Phật Pháp cho bách tính trần gian. Trương Huy sau khi tỉnh mộng, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi. Phật quang dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Trương Huy liền nghĩ, hình dáng khu vực Nam Sơn đúng như tên gọi cự ngao, từ cổ gọi là đới sơn, có thể là chỗ ngồi của Quán Thế Âm trong truyền thuyết. Đây là giấc mộng hóa giải khó khăn của Trương Huy. Ông và các đối tác của mình quyết định xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là bức tượng vọng hải Quán Thế Âm chúng ta thấy hiện nay. Quyết định này không chỉ để mừng ước nguyện Nam Sơn vĩnh cửu, mà còn để phù hộ cho cư dân ven biển được sống trong hòa bình và êm ấm. Hình ảnh Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh, muôn hình vạn trạng thì ai cũng biết. Tượng Quán Thế Âm lại có nhiều trên khắp cả nước. Vậy thiết kế tượng Quán Thế Âm này như thế nào và làm như thế nào để nó trở nên độc đáo đã trở thành một vấn đề lớn. Các chi tiết của bức tượng Quán Thế Âm này cuối cùng đã được hoàn thiện sau nhiều cuộc họp thiết kế với các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, Phật giáo, kiến trúc và các ngành khác. Nhưng lại gặp phải vấn đề. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108m, diện tích xây dựng rất lớn. Toàn bộ dự án tiêu tốn tổng cộng 800 triệu nhân dân tệ. Đây chắc chắn là một thương vụ lớn vào những năm 1990. Bên cạnh đó, khó khăn về kỹ thuật xây dựng cũng là một vấn đề. Việc dựng một tượng Phật Bà Quan Âm trên biển như vậy đối với Hải Nam lúc đó là giống như cơn mơ giữa ban ngày. Nhưng Trương Huy không muốn từ bỏ và đã dành nhiều năm để thuyết phục chính phủ hỗ trợ và cho phép. Phải mất 6 năm, từ năm 1999 đến năm 2005, để chuyển tượng Quán Thế Âm từ bản thiết kế thành tượng Quán Thế Âm trên biển, trở thành tượng Quán Thế Âm trên biển thu hút sự chú ý của thế giới. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108m, toàn thân được tạc từ ngọc bích, là sự hợp nhất rất tự nhiên của ba mặt. Một bên tay cầm hoa sen, tượng trưng cho tâm của tất cả chúng sinh. Một tay cầm kinh sách, tượng trưng cho trí tuệ độ lượng chúng sinh yếu đuối. Tay kia cầm chẳng hạt Phật giáo, tượng trưng cho tấm lòng từ bi của Quán Thế Âm đối với muôn loài vạn vật. Còn có tòa sen dưới chân Quán Thế Âm, tổng cộng có 108 cành hoa. Dưới chân tượng là khuôn viên rộng 15.000m². Trương Huy đã dành rất nhiều công sức cho bức tượng Quán Thế Âm này. Ông hy vọng rằng bức tượng này có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người và mang lại sức sống cho sự phát triển của Hải Nam. Vì lý do này, ông đã tích cực áp dụng công nghệ hiện đại vào bức tượng. Việc sử dụng công nghệ đèn quang để làm sáng bức tượng Quan Âm này
làm cho tượng quán Thế Âm này sinh động hơn dưới sự gia công của công nghệ hiện đại. Ngày 24 tháng 4 năm 2005 cũng là ngày đản sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch. Trung Huy cùng mọi người đã tổ chức đại lễ khai quang. Nhìn tượng Quán Thế Âm từ bi trước mặt, Trung Huy quỳ xuống và thành kính hành lễ, như thể gặp lại Quán Thế Âm áo trắng trong giấc mơ. Trong lòng cảm động không nói nên lời. Nhưng ai có thể ngờ rằng dưới chân tượng Quan Âm uy nghiêm này lại trở thành nơi an nghỉ của ông ấy. Cho dù ông đã là một ông chủ lớn, có địa vị và tiền bạc, nhưng Trương Huy chưa bao giờ thay đổi tác phong quân nhân và luôn tự mình làm mọi việc. Trong công ty, thậm chí có câu nói rằng đi theo Trương Huy thì chỉ có nghỉ hưu chứ không từ chức. Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Trương Huy đi kiểm tra tiến độ dự án như thường lệ, và vợ ông biết rằng Trương Huy ở đó cả ngày. Nhưng Trương Huy là người hướng về gia đình, không bao giờ đi qua đêm, nên đợi đến hơn 8 giờ bà mới gọi điện cho chồng để hỏi thăm tình hình. Nhưng điện thoại đổ chuông rất nhiều lần mà không ai nghe máy. Bà đã liên lạc với các giám đốc điều hành và tài xế, lúc đó mới biết rằng xe của Trương Huy bị hỏng trên đường đến dự án. Trương Huy không phải là người thích trì hoãn, việc hỏng lốp cũng không cản được bước chân của ông. Sau khi sắp xếp cho người tài xế đang bối rối, Trương Huy đã chọn một mình đi xe điện đến công trường. Tài xế sửa xong lốp xe và về thẳng nhà. Tung tích của Trương Huy bị gián đoạn cho đến tận đêm khuya. Khi vợ ông không gọi được, điều này khiến bà bồn chồn và quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy Trương Huy lúc 4 giờ sáng hôm sau. Người tìm thấy thi thể là nhân viên bảo vệ công trường. Trong lúc đi tuần vào sáng sớm thì thấy một bóng người trôi trên biển. Do thi thể úp xuống nên nhân viên bảo vệ không thấy rõ hình dáng. Nhưng khi những thành viên khác của đội tuần tra cùng nhau kéo xác vào bờ thì mới phát hiện ra rằng đó là người phụ trách dự án, ông chủ Trương Huy. Cảnh sát đã vội vã đến hiện trường và tiến hành điều tra hiện trường. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, đủ loại suy đoán về cái chết của Trương Huy được đồn đoán, khiến mọi người phải bàng hoàng và kinh hãi. Có người nói rằng Nam Hải vốn là khu vực của nữ thần biển Ma Tổ. Việc Trương Huy xây dựng Quán Âm ở đây dường như là bất kính, xúc phạm Ma Tổ nên đã bị bắt hồn. Có người nói rằng Trương Huy đã phát triển quá nhiều dự án, toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam đều có bóng dáng của ông ta. Miếng bánh ngon này dần bị ông chủ Trương Huy chiếm trọn, dẫn đến việc bị trả thù. Một số người cho rằng Trương Huy có một hợp đồng quan trọng cần ký vào sáng ngày hôm sau, và cái chết của ông ta vào lúc này có thể liên quan đến những lợi ích đằng sau hợp đồng. Ngoài ra, còn có một giả thuyết khác nằm ngoài suy đoán về sự trừng phạt và trả thù. Trương Huy dựng tượng Quán Thế Âm là sứ mệnh của ông trong cuộc đời này. Hiện tại ông nhất định đã viên mãn công đức nên được Bồ Tát rước về. Có đủ loại đồn đoán giống nhau, cái chết của Trương Huy chắc chắn có một lý do bí ẩn nào đó. Trương Huy là một người rất thận trọng và tỉ mỉ. Con đường duy nhất đến dự án Vĩnh Tiểu Nguyệt, ông ấy đã đi lại lại rất nhiều lần. Ngay từ đầu dự án khởi công, ông còn phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn ở đoạn đường và thường xuyên nhắc nhở nhân viên phải chú ý hơn, nhất là khi ra vào dự án. Chưa kể toàn bộ dự án từ khâu thiết kế đến thi công, Trương Huy đều tham gia vào. Có thể nói rằng không ai ở đây thông thạo địa hình và vị trí hơn ông. Cách bãi biển vẫn còn một khoảng cách đáng kể, làm sao ông ấy có thể rơi xuống biển? Kể cả là có vô tình rơi xuống biển thì cũng không thể chết đuối. Vì vậy, khi nhìn thấy kết quả điều tra của cảnh sát là vô tình rơi xuống biển và phải đá, bất tỉnh và chết đuối, thì hầu hết mọi người đều tin vào suy đoán của mình, mặc cho nguyên nhân cái chết của Trương Huy đã được cảnh sát xác định. Nhưng trong lòng người dân địa phương, nó vẫn là một mớ hỗn độn. Theo thời gian, nhiều suy đoán cũng bị gió biển thổi bay đi. Hy vọng cuối cùng của gia đình và bạn bè là Trương Huy thật sự đã được Quán Thế Âm Bồ Tát thu nhận nhờ những việc làm tốt của mình, giúp Nam Sơn phát triển và những người dân có thêm niềm tin vào sự che chở của Quán Thế Âm. Sau nhiều năm, cái tên Trương Huy cũng không còn được nhắc đến nhiều. Điều duy nhất không thay đổi là tượng Quán Thế Âm vẫn sừng sững lặng lẽ và bảo vệ người dân trên toàn thế giới. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.